Right, tiếp tục mình sửa Cambridge English eighteen test one reading passage two, Forest Management in Pennsylvania, USA. Uh, quản lý rừng ở bên uh, Sylvania, Mỹ. How managing low quality wood slow yield wood for bioenergy can sustainable forest management. bằng cách nào mà những cái gỗ có chất uh, lượng thấp ha, quản trị những cái gỗ mà có chất lượng thấp được biết đến như là gỗ ở đây nó có thể là ít sử dụng hoặc sử dụng uh, thấp uh, dành cho bioenergy là uh, năng lượng sinh học thì có thể khuyến khích cái quản lý rừng một cách bền vững. Đầu tiên thì mình làm gì các bạn? Coi qua à, mấy cái dạng câu hỏi ha. Passage uh, 13 câu từ câu 14 đến câu 26. Trong đó ở bài này thì câu 14 đến câu 18 là dạng uh, matching information tức là mình xem cái đoạn nào từ A đến G đó có chứa thông tin của 14 đến uh, 18. Lưu ý là bạn có thể sử dụng uh, bất kỳ ký tự nào hơn một lần có nghĩa là có thể cái đoạn đó nó chứa uh, hai thông tin trở lên. À, tiếp tục từ câu 19 đến câu 21 thì mình ghép ở à, đây mình có cái danh sách này list up timber cut nó có ba dạng à, cắt gỗ đốn gỗ gì đó rồi mình nối lại với à, câu 19 cho đến câu 21 cái này là dạng matching feature thì à, kể cả hai dạng vừa rồi matching information và matching feature đều là cái dạng à, gist tức, tức là tổng quát mình phải kiếm ý còn ở đây từ câu 22 đến câu 26 là à, sentence completion À, Điền vào chỗ trống, lưu ý à, để hoàn tất cái câu là mình à, sử dụng được có one word only, một từ à, Cái dạng này là thông tin chi tiết Thì khi đi thi ấy, các bạn ưu tiên kiếm scan thông tin để làm 22 đến 26 trước à, Rồi còn cái dạng tổng quát thì sau khi đọc xong mình sẽ làm sao à, Ok, ưu tiên dành chi tiết trước ha Còn ở đây thì mình sẽ đọc lần lượt từng đoạn để hiểu ý cả bài Ok, mình vô đọc đoạn A ha A uh, Tree value depends on several factors, including its species, size, form, condition, quality, function, and accessibility, and depends on the management goal for a given forest. The same tree can be valued very differently by each person who looks at it. A large black cherry tree has high value as timber to be cut into cloths or made into furniture, but for a landowner more interested in wildlife habitat, a true value of that stem or trunk. maybe the food it provides to animals. Likewise, if the tree from black knot disease, it for decreases. But to a woodworker, making birds, it brings an opportunity for a unique and beautiful piece of art. Giá trị của một cái cây thì phụ thuộc vô rất là nhiều yếu tố bao gồm loài, à, kích cỡ, hình dáng, điều kiện, chất lượng, chức năng, à, khả năng tiếp cận à, và phụ thuộc vào cái mục tiêu quản lý mà À, của cái khu rừng ha à, cùng một cái cây thì có thể được đánh giá rất là khác nhau bởi à, từng cái người à, nhìn vào nó ví dụ như một cái cây anh đào đen à, thẳng lớn thì nó lại có giá trị cao à, để làm gỗ khi mà bị cắt à, gỗ ha để cắt để làm à, đồ nội thất nhưng mà đối với chủ đất mà quan tâm hơn đến cái môi trường của những cái động vật hoang dã thì cái gì giá trị thật sự của cái thân cây À, có thể là thức ăn mà nó cung cấp cho động vật à, Tương tự như vậy nếu mà cái cây chịu à, đựng một cái à, Hoặc là bị một cái bệnh à, hát lào Thì cái giá trị của cái à, gỗ nó sẽ bị giảm Nhưng mà đối với cái người thợ mộc Quan tâm đến cái việc làm à, những cái à, bát Bát thì là bát bằng gỗ các bạn Thì nó sẽ mang đến một cái cơ hội Cho một cái tác phẩm nghệ thuật đẹp và độc đáo Như vậy đoạn này nó sẽ giúp mình trả lời cho câu 15 ha các bạn Bên này câu 15 người ta nói đoạn nào mà reference to the aspects of any tree that contribute to its worth tức là uh, liên quan đến khía cạnh của bất kỳ cái cây nào nó cũng đóng góp vô cái giá trị của nó thì uh, ngay cái câu tiêu đề của mình ở bên đây nè các bạn mình uh, dịch thì mình sẽ thấy cái giá trị của cây phụ thuộc vào nhiều yếu tố ha bao gồm uh, uh, loài kích Cỡ, hình dáng, điều kiện, chất lượng, chức năng, khả năng tiếp cận Rồi phụ thuộc vào cái mục tiêu quản lý mà của một cái khu rừng nhất định nữa Vân vân như vậy Ở tương đương với bên đây của mình nè Thì nó sẽ là uh, Specs là khía cạnh hoặc bộ phận hoặc diện mạo Thì nó là factor ha các bạn Rồi còn cái word à, bên đây nó um, tương đương với bên kia là uh, Tree values Rồi, vậy mình đánh vô câu 15 của mình là A ha Ok Rồi mình qua đoạn 2, đoạn B. In the past, Pennsylvania landowners were solely interested in the value of their tree as high quality timber. The norm was to remove the stem of high quality and leave behind poorly formed trees that were not as well suited to the site where they grew. This practice called high grading has left a legacy of low yield wood in the forest. Some people even call these junk tree. And they are abandoned in Pennsylvania. Venya. The tree have lower economic value for traditional timber market, compete for road with higher value trees, shut down desirable regeneration and decree the health of a stand living is more vulnerable to poor weather and disease. Management that specifically target low yield wood can help landowner. Uh, manage the forest health issues and good energy market this. Trước đây, những người chủ đất của Pennsylvania chỉ quan tâm đến cái giá trị của những cây uh, cây mà uh, cây gỗ sẽ mà có giá trị uh, chất lượng cao. Uh, cái tiêu chuẩn này là họ sẽ đốn những cái uh, cây À, những cái thân cây mà có giá trị cao nhất và để lại à, những cái cây mà có hình dáng kém à, mà nó à, không có phù hợp với cái nơi mà chúng mọc lên. Cái việc à, áp dụng này à, hoặc là việc thực hành này thì được gọi là à, cái đánh giá à, định giá cao hai rating. À, đã để lại một cái di sản là những cái cây à, mà gỗ mà ít được sử dụng ở trong rừng. À, một vài người thì thậm chí gọi đây là những cái cây rác và chúng thì có rất là nhiều ở Pennsylvania. À, những cái cây này À, thì nó có cái à, giá trị kinh tế à, thấp hơn à, trong cái thị trường gỗ truyền thống cạnh tranh với sự phát triển của những cái cây mà có giá trị à, gỗ cao hơn thì nó che à, mát những che cái bóng của cái việc mà tái sinh mong muốn và à, nó làm giảm à, cái à, khu vực lâm à, sức khỏe của cái khu vực à, lâm phần tức là ở đây stand họ ghi à, chú ở dưới này của mình nó là một cái anaerobic recovery with tree đã feature khu vực uh, mà được bao phủ bởi những cái cây mà nó phổ biến ha các bạn. đó là nó chiếm ưu thế uh, để lại uh, cho chúng uh, nhiều uh, rất là dễ bị tổn thương đối với cái điều kiện thời tiết cũng như là bệnh tật. Uh, cái việc quản trị mà có cái mục tiêu cụ thể nhắm tới là cái gỗ mà chất lượng uh, thấp hoặc là low yield ít sử dụng này thì có thể giúp những cái người chủ đất à, quản trị những cái à, vấn đề sức khỏe của khu rừng và cái thị trường à, năng lượng gỗ thì cũng có thể giúp à, thúc đẩy cái điều này. Như vậy đoạn này nó sẽ chứa cái thông tin của câu 14 ha các bạn. Bên đây câu 14 người ta nói đoạn nào có chứa cái thông tin là best outcome for a forest when people focus only on its financial reward. Tức là cái hậu quả xấu đối với khu rừng khi mà người ta chỉ tập trung vào cái phần tự phần thưởng à, tài chính à thì phần thưởng tài chính bên đây chính là cái gỗ mà có giá trị kinh tế thấp nè các bạn thì à, cái cách làm tức là cái hoạt động này được gọi là hai rating đánh giá cao à, và để lại một cái di sản mà thừa kế là lô diêu wood trên the forest những cái cây mà chất lượng kém rồi dẫn theo ở dưới này những cái cây này nè à, họ định nghĩa ha ok những cái cây này thì nó có cái giá trị à, kinh tế thấp hơn trong cái thị trường gỗ truyền thống à, nhưng mà cái việc cạnh tranh của nó thì so với những cái, cái giá trị cao á, thì nó phát triển do nó nhiều hơn nó mạnh nó lớn cho nên nó che cái bóng nè làm cho à, mất cái khả năng mà tái sinh mong muốn của mấy cái cây hai ve liều và mang lại uh, sự suy giảm về sức khỏe ha, của những cái khu vực uh, và để lại là vulnerable to poor weather gì À, như vậy đó là cái hậu quả à, Khi mà con người ta chỉ quan tâm à, Đến giá trị tài chính Cho nên là họ chỉ đốn những cái cây Mà có chất lượng cao khúc ở trên để bán thôi Rồi khai tiếp theo à, Nó sẽ chứa cái thông tin của câu 18 luôn các bạn Đánh vô trước là ngay chỗ 14 ha Là đoạn B Rồi câu 18 người ta nói đoạn nào Có một cái alternative name For tree that produce low, wood, low yield wood, Tức là một cái tên À, thay thế cho những cái cây mà nó à, ừ, cho cái à, giá trị à, hoặc là gỗ mà ít sử dụng thì nó người ta gọi nó là gì các bạn Nhà, trong bài mình là dân chân truy tức là à, cây rác á, ngay chỗ cái khúc này, này nè some people even con đi chân truy ok Vậy ngay chỗ này nó là à, thông tin của câu 18 luôn đoạn b chứa thông tin của câu 18. cái tên thay thế nó là chính là chân truy ha Uh, tên dành cho cái uh, lô uh, wood ngay chỗ này. Ok, rồi mình tiếp qua đoạn C ha các bạn. Wood energy market can accept less expensive wood material. Of lower quality than would be suitable for traditional timber market, hardwood used for energy in Pennsylvania a yield to produce heat or electricity through combustion. Many school and hospital use wood boiler system to heat and power their facility. Many homes are primarily heated with wood, and some coal plants incorporate wood into the coal stream to produce electricity. Wood can also be gasified for electrical generation, and can even be made into liquid fuel like ethanol or gasoline for lorries and cars. All the products are made primarily for low-yield wood. Several trillion plant cutting approaches, we could greatly improve the long-term quality of forests. Focus strongly or solely on the use of wood Thị trường năng lượng gỗ thì có thể chấp nhận uh, nguyên liệu gỗ rẻ tiền hơn uh, và có chất lượng kém hơn uh, so với cái sự phù hợp của cái thị trường gỗ truyền thống và uh, hầu hết những cái gỗ mà được sử dụng uh, để uh, cho cái năng lượng ở Pennsylvania thì được sử dụng để sản xuất ra uh, nhiệt. À, hoặc là điện trong cái quá trình đốt cháy nhiều trường học và bệnh viện sử dụng cái hệ thống à, nồi hơi bằng gỗ để à, đun nóng à, tạo ra nhiệt khá sưởi cũng như là cho cái à, phát điện của các thiết bị của họ à, nhiều cái ngôi nhà thì chủ yếu à, sưởi ấm bằng gỗ và một vài cái nhà máy mà sử dụng than thì cũng đưa gỗ vào trong cái à, luồng à, hoặc là cái dòng than của họ để sản xuất ra điện, gỗ thì cũng có thể được khí hóa để tạo ra điện và cũng có thể chế tạo thành nhiên liệu lỏng như là ethanol hoặc là gasoline tức là xăng để dành cho xe tải và xe hơi. Tất cả những sản phẩm này thì được làm chủ yếu từ những cái gỗ mà mà lô use ít sử dụng hoặc là chất lượng thấp, nhiều các phương pháp tiếp cận hoặc là sử dụng để cắt cây và thực vật thì có thể uh, cải thiện cái chất lượng lâu dài của khu rừng một cách tuyệt vời tập trung uh, mạnh và chủ yếu vào cái việc sử dụng của những cái loại gỗ dành cho thị trường của nó như vậy đoạn C này sẽ chứa thông tin của câu 16 ha. Bên câu 16 người ta hỏi đoạn nào có mention of the potential use of wood to have run vehicle. Đề cập đến cái tiềm năng sử dụng của gỗ để giúp uh, chạy được những cái uh, uh, xe, chạy xe. Thì uh, cái chỗ cái dòng này của mình nè. Uh, gỗ thì có thể được gì các bạn? Uh, uh, gasify rồi để chế tạo điện. Rồi thậm chí có thể uh, tạo thành liquid tức là nhiên liệu lỏng nè. Giống như ethanol nè. Hoặc là xăng à, để dành cho à, lorry là xe tải cũng như là à, car xe hơi Lorry and car của mình chính là bằng vico bên đây ha các bạn Rồi như vậy mình ghi vô là à, câu 16 mình sẽ à, đánh vô là C Tức là đoạn C có đề cập đến tiềm năng sử dụng của gỗ để à, help run vico Rồi tiếp tục mình qua đoạn D ha các bạn Qua trang One such approach is a timber standard improvement TSI cut. In a TSI cut, really poor quality tree and plant material is cut down to allow more space, light, and other resources to the highest value stem that remain. Removing invasive plant might be another primary goal of a TSI cut. The stem that are left behind might then throw in size and develop more foliage, a larger ground or top that produce more coverage for life. They have a better chance uh, to regenerate in a less droughtic environment. TSI cut can be tailored to one farmer's specific management goal for his or her land. Một trong những cái phương pháp như vậy thì được gọi là cắt cải tạo, uh, TSI cut <laughs> ha. Uh, trong cái phương pháp uh, cắt mà TSI thì những cái cây mà kém chất lượng uh, thì bị cắt bỏ để cho phép nhiều cái không gian hơn, uh, nhiều ánh sáng hơn và một cái nguồn tài nguyên khác cho những cái cây mà có giá trị cao nó còn tồn tại à, việc loại bỏ những cái thực vật xâm lấn thì có thể à, là một cái à, mục tiêu à, chính khác của cái à, tsi cut cái thân cây à, mà nó còn lại tức là những cái cây còn lại thì nó có thể phát triển à, mạnh hơn về kích thước cũng như là tán lá cũng như cái ngọn của nó để à, cho sản xuất ra hoặc là sinh ra cái độ bao phủ rộng hơn cho những cái động vật hoang dã chúng nó thì có cơ hội tốt hơn để tái sinh trong một cái môi trường ít đông đúc hơn cái phương pháp cắt TSI sai thì có thể được điều chỉnh tùy theo cái mục tiêu quản lý cụ thể của người nông dân cho đất đai của của họ rồi do cái đoạn d này nó không có trả lời được cái câu nào hết Nên mình tiếp tục qua đoạn e ha các bạn ok Another approach that might yield a high amount of low yield is service cut. With, uh, with the many peasant petrochemes visiting forests, including hair block woody allergic, Asian longhorn beetle, emerald ash borer, and yes moth, to name just a few, it is important to remember that though working in the forest can have easily issues through cutting procedure, the tire cut. ready to number sick sixty and sixty to manage the future spread of best problem. Daily vigorous tree that have stay healthy enough to survive the outbreak. Một cái phương pháp tiếp cận khác mà có thể mang lại một cái lượng gỗ à, ít sử dụng với cái số lượng cao à, đó là cắt tận dụng ha. Với nhiều cái con sâu bệnh cũng như là mầm bệnh đến khu rừng bao gồm à, cái bọ cánh cứng à, sâu độc cần. À, rồi à, bọ à, cánh cứng à, long hôn của châu á à, sâu đục thân cũng như là sâu bướm à, chỉ kể tên ra vài loại thôi thì quan trọng là mình phải nhớ rằng cái hoạt động ở trong khu rừng này nó có thể giúp giảm à, những cái vấn đề này thông qua cái thủ tục cắt à, những cái loại à, cắt như thế này thì giảm cái số lượng những cái cây bệnh à, và tìm kiếm à, cũng như sick to manage là tìm kiếm cái việc quản lý à, cái sự lây lan của những vấn đề về sâu bệnh trong tương lai À, và chúng để lại những cái cây khỏe mạnh có thể à, sống à, đủ khỏe ha để tồn tại à, sau một cái đợt bùng phát như vậy cái đoạn này nó sẽ chứa thông tin của bên câu 17 ha các bạn. Bên câu 17 người ta hỏi là đoạn nào có example of insects that attack trees tức là đoạn nào có chứa những cái ví dụ về những cái con côn trùng mà nó tấn công cái cây à, thì hồi nãy mình kể ra bên kia à, là nhiều cái tên của mấy con côn trùng lắm các bạn. ở đây là bọ sâu bọ cánh à, của độc cần ha, rồi à, sâu bọ à, cánh cứng lon hôn rồi sâu độc thân rồi sâu bướm đêm họ chỉ kể ra vài loại thôi như vậy đây là những cái ví dụ ha những tên những những con bọ mà tấn công cây rồi tiếp theo bên câu 19 á ở phần matching feature thì mình để ý nãy giờ có ba cái loại phương pháp cắt cái phương pháp thứ nhất là uh, TSI khách thì nó không có liên quan, hồi nãy mình đã dịch ở đoạn D rồi. Còn cái phương pháp mình vừa mới dịch nó ở đoạn uh, E này nè, thì nó là uh, SAVE khách CUT, tức là cắt tận dụng thì nó uh, liên quan nó sẽ mình sẽ ghép với người ta nói là cái nói nè nói cái danh sách của các phương pháp cắt này với cái số 19 tức là cái phương pháp nào to remove trees that are disease thì cái phương pháp vừa mới nêu đó là các tận dụng đây this type of cut reduce the number of six trees tức là uh, cái coi cái bên đây là number of six trees À, cây bệnh ha thì bên đây người ta nói remove trees that are disease y chang ha các bạn rồi vậy mình sẽ nói vô là câu 19 này là b tức là phương pháp cắt tận dụng sẽ loại bỏ những cái cây bệnh ok rồi mình tiếp tục qua cái đoạn f ha A uh, shelter woodcut which only takes place in a mature forest that has already been thin several times. Involve removing on the mature tree when other seedlings have become established. Uh, this then allows the forest to decide which tree pieces are regenerated. It leaves a young forest where on trees are at a similar pond in their growth. It can also be used to develop a two-tier forest so that uh, there are two harvests Earn the money that comes in is spread out over a decade or more. một cái phương pháp shelter cut uh, cắt shelter ha uh, thì nó chỉ diễn ra trong những cái khu rừng mà trưởng thành và uh, nó được cắt tỉa uh, nhiều lần liên quan đến việc loại bỏ những cái cây trưởng thành uh, khi mà uh, những cái cây con đã được uh, established ở đây là những cái con đã lớn hết các bạn và nó cho phép cái người mà trồng rừng quyết định là cái à, cây nào thì được tái sinh. À, nó để lại một cái khu rừng trẻ à, nơi mà tất cả những cái cây thì có cùng một cái điểm à, sinh trưởng hoặc là phát triển. Nó cùng đồng thời cũng có thể được sử dụng để phát triển một cái khu rừng hai tầng và nó cho phép à, hai cái vụ thu hoạch và tiền mà thu được á, thì sẽ trả đều trong một thập kỷ hoặc là hơn cái đoạn F này nó sẽ giúp à, mình trả lời được hai câu là câu 20 với câu 21 ha các bạn ở bên đây nè, câu 20 người ta hỏi là à, cái phương pháp cắt nào thì nó generate income across a number of year, tạo ra một cái thu nhập mà trong nhiều năm à, chính là cái phương pháp cất à, shelter của mình ha à, nó nằm ở dòng cuối của đoạn F ngay chỗ này nè các bạn à, cái phương pháp này cho phép tiền nè, nó có thể được tạo ra À, trải dài trong một thập kỷ hoặc là hơn luôn. Rồi đồng thời câu 21 thì người ta nói cái phương pháp cắt nào mà uh, create a forest who trees are closing it, tức là uh, tạo ra một cái khu rừng mà những cái cây ở trong đó thì có cái tuổi tác nó gần với nhau thì cũng là phương pháp C là shelter cut, uh, shelter wood cut ha. Uh, nó nằm ở ngay chỗ uh, nơi mà nè, khi mà tạo như vậy thì ít ly a John Forest để là một khu rừng trẻ where on tree are at a similar pond in the road à, để là một khu rừng trẻ mà nơi mà tất cả những cái cây á, thì uh, nó có một cái điểm uh, phát triển uh, tương tự với nhau à, ok rồi mình qua đoạn tri đoạn cuối cùng ha Thinking and Dance and that wood Removal for fire prevention, also centered on the production of low-yield wood à, việc loại bỏ những cái cây gỗ chết, dày đặc và mỏng à, dành cho phục mục đích phòng cháy thì cũng tập trung vào à, việc sản xuất à, những cái gỗ mà nó ít được sử dụng à, low-yield wood các bạn thì cái dòng đầu tiên này mình sẽ trả lời cho câu 22 à, mình thấy từ khóa là some dead wood, is removed to avoid the possibility of chấm 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 một vài những cái cây gỗ mà chết á thì bị loại bỏ để tránh cái khả năng gì xảy ra thì ở bên kia mình làm là nhằm cho mục đích là phòng cháy các bạn thì ở đây mình có possibility of fire tương đương với ở bên đây của mình là fire prevention ok nhận đầu tiên ha rồi mình điền vô đây là 22 However, it is important to remember that some retention of what many would classify as low yield would be very important. The top of tree that has been cut down should be left on the side so that their nutrient cycle back into the soil. Tuy nhiên thì quan trọng là phải nhớ rằng một vài cái việc mà giữ lại của những cái thứ mà nhiều người phân loại là cái loại gỗ mà À, sử dụng thấp hoặc ít sử dụng thì rất là quan trọng Cái ngọn của những cái cây mà đã bị cắt Thì nên để lại ngay tại cái chỗ à, mà chúng bị đốn hạ Vì vậy cái chất dinh dưỡng của chúng có thể à, tái back à, tức là um, quay trở lại à, trong à, đất trồng Như vậy ở bên câu 23 này nè các bạn Người ta hỏi đờ chấm 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 from the top up cut tree cái gì của cái ngọn cây mà bị cắt á, thì can help improve soil quality thì có thể giúp cải thiện à, chất lượng của đất thì hồi nãy mình nói là cái chất dinh dưỡng ở trong cái cây ha the nutrient ngay chỗ này uh, nè, nutrient cycle back into the soil tức là nó cải thiện soil quality rồi ok mình đánh dấu chỗ này là câu 23 ha rồi In addition, tree-weak many cavity are extremely important habitat for insect predators like woodpecker. bats and small mammals. Hơn nữa thì cây mà với nhiều cái hốc á thì là một cái môi trường sống cực kỳ quan trọng cho những cái con côn trùng săn mồi như là chim gõ kiến, dơi hoặc là những động vật có vú nhỏ. Thì ở bên đây bên câu 24 nè, người ta hỏi là some damaged tree should be left sd chấm 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 habitat for a range of Một vài những cái cây mà nó bị damaged tức là bị lỗi, bị ừm uhm, damage thiệt hại các bạn thì nên để lại à, bởi vì à, cái gì của chúng thì cung cấp cái môi trường sống cho nhiều cái loài sinh vật thì bên kia của mình chính là cái hốc ha De cavity thì nó sẽ cung cấp cái habitat for ranger breach ở bên đây. Ngay chỗ này mình sẽ đánh dấu vô nè cây mà có nhiều cái hốc thì nó là môi trường sống quan trọng cho nhiều cái loài thú cái côn trùng mà săn mồi ha. Rồi thậm chí họ cho ví dụ mình là chim gõ kiến rồi dơi rồi động vật nhỏ như vậy mình lấy cavity mình điền vô cái bởi vì nè, S là bởi vì. Ok. à uh, dead tree should be left bởi vì cái gì của chúng? Bởi vì cái cavity của chúng ha thì nó mới cung cấp cái môi trường sống cho nhiều cái loài sinh vật này. They help control problem insects and increase the health and resilience of the forest. It's also important to remember that not all small trees are low-use. For example, many species like hawthorn provide food for wildlife. Finally, rare species of trees in the forest should also stay behind as they add to its structural diversity. chúng giúp kiểm soát cái vấn đề về côn trùng cũng như tăng cái sức khỏe và sự chịu đựng của khu rừng à, quang, cũng quan trọng phải nhớ là không phải tất cả những cái cây nhỏ thì nó có lô diêu tức là sử dụng thấp ví dụ như nhiều cái loài như là táo gai á, thì cung cấp thức ăn cho các cái động vật hoang dã cuối cùng thì những cái loài à, cây hiếm ở trong rừng á, thì cũng nên à, giữ lại để bởi vì chúng à, sẽ tăng cái sự đa dạng cấu trúc à, của nó nó đây là forest các bạn của khu rừng. Như vậy cái khúc này sẽ trả lời được hai câu cuối cùng là câu 25 và câu 26. Bên câu 25 người ta nói là một sun tree data small, một vài cây mà nó nhỏ, as như là cái gì đó. A a source of food for animal and insects thì nó là nguồn à, cái nguồn thực phẩm thức ăn ha cho những cái con vật và côn trùng. Thì ở bên đây nãy mình thấy nó là cái cây táo gai này nè các bạn. À, ví dụ như à, những cái cây táo gai thì nó cung cấp nè thức ăn cho fly vậy bên đây một vài cây mà nhỏ nè à, mình điền vô là horn hawthorn ha rồi câu 26 any tree that a chấm 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 should be left to grow những cái cây mà nó làm sao thì cũng nên để cho nó phát triển bởi vì đây add to the variety of species in the forest bởi vì sao chúng nó làm tăng cái sự đa dạng uh, về loài ở trong khu rừng <cười> <cười> rồi Vậy ngay chỗ này mình sẽ điền là những cái cây mà nó rare là hiếm ha các bạn <laughs> Thì cũng nên uh, cho chúng uh, phát triển Bởi vì chúng uh, tăng thêm cái sự đa dạng của các loài ở trong khu rừng Câu 26 à, uh, Dòng cuối cùng finally Rare pieces of tree nè các bạn Ok, mình đánh dấu vô là rare ha uh, S là because they add to its structural diversity Ok, rồi mình vừa xong passage 2, test 1, K18 ha các bạn